Hương Thơ và chương trình Câu chuyện Y khoa, một chương trình được thường xuyên bảo trợ bởi Bệnh viện Memorial Care Orange Coast, nơi Hương Thơ làm việc toàn thời gian trong vai trò nhân viên giao tế. Và mọi thắc mắc, xin quý vị liên lạc với Hương Thơ ở số 714-378-7969. Và hôm nay Hương Thơ rất hân hạnh được đón tiếp sự trở lại của bác sĩ Trần Anh Thư, chuyên về y khoa chăm sóc gia đình. Hương Thơ xin mến chào bác sĩ Anh Thư ạ. Dạ, thư xin thân ái chào chị Hương Thơ. Hôm nay bác sĩ như có tóc mới, da rất xinh quá. Dạ, mùa hè sắp tới rồi chị. Hương Thơ cũng cách ngắm cho nó mát mẻ. Dạ. Và thưa quý vị, hôm nay chúng tôi sẽ nói một đề tài rất là quen thuộc nhưng mà rất là quan trọng, cũng cần nên nhắc nhở, nhất là những người khói huyền bay lên cao, đó là những người hút thuốc lá và cái sự tác hại của hút thuốc lá đối với cơ thể chúng ta như thế nào, cũng như cái bệnh ung thư phổi. Thì thưa bác sĩ, trước khi mà Hương Thơ đi sâu vào cái đề tài về tác hại của hút thuốc lá thì có bao nhiêu cái bệnh về liên quan đến phổi thưa bác sĩ? Bệnh về phổi thì nhiều lắm chị. Dạ. Những cái bệnh mà mình thường nghe nói, ví dụ như là ho suyễn, viêm phế quản mãn tính, bệnh phổi do hút thuốc lá, bệnh khí phế thủng, tức là khí nó tràn vô kim phổi, rồi bệnh về xơ phổi, rồi những cái bệnh do di truyền, rất là nhiều. Nếu mà thành ra có một cái chuyên khoa về bệnh phổi là thành ra là về bệnh phổi thì rất là nhiều, chị, rồi nhiễm trùng phổi rất là nhiều. Mà khi mà mình chị Hương ta hỏi, tuy nhiên là hút thuốc lá và những cái bệnh về phổi thì quý vị đều biết hết, khi mà mình hút thuốc lá, cái thuốc lá nó vô trong phổi mình trực tiếp thì nó sẽ làm tổn thương phổi. Cái điều đó là tất nhiên quý vị nào cũng hiểu, nhưng mà cũng lờ đi để mà mình tiếp tục hút thuốc lá. Và nói như thế có nghĩa là hút thuốc lá là một trong những nguyên nhân chính gây ra cái bệnh ung thư phổi, phải không ạ? Người ta nói, tôi nghe nói là người ta cứ sẽ giảm thọ 7 phút cho mỗi điếu thuốc. Không, thưa bác sĩ. Dạ, dạ đúng rồi chị. Dạ. Vâng, vậy nghe nói còn đàn ông tỷ lệ nam, có lẽ còn tại đàn ông hút thuốc nhiều hơn đàn bà nên người đàn ông có bị ung thư phổi cao hơn, tỷ lệ cao hơn. Dạ, theo thống kê thì mà quý vị cũng biết là người châu Á của mình thì đàn ông hút thuốc lá nhiều hơn phụ nữ. Không có nghĩa là phụ nữ châu Á mình không bị ung thư phổi. Cái dạng ung thư phổi người châu Á của mình, đặc biệt là phụ nữ ở lứa tuổi trung niên, đa số là do những cái đột biến gen chị, chứ không có phải do hút thuốc lá. Còn những quý vị mà hút thuốc lá nhiều, hút thuốc lá nặng và nhiều thì là một trong những cái nguyên nhân chính đưa đến ung thư phổi. Nhưng nói như thế, phụ nữ tuy không hút thuốc lá mà có ông chồng hút thuốc lá thì cũng có thể là một người bị tác động, là người bị hút thuốc lá thụ động. Dạ đúng là rồi. Là mình hít cái dạ, nó kêu là second hand smoker. Dạ, thì người ta thấy là đến cả mấy chục ngàn người chết vì cái hút thuốc lá thụ động đó. Dạ. Vậy là ung thư phổi là một trong những cái tử vong đứng đầu, phải không thưa bác sĩ? Dạ, theo thống kê của Hoa Kỳ thì ung thư phổi là một trong những nguyên nhân hàng đầu về ung thư trong cái về nam giới. Dạ. Bác sĩ có thể nói tại sao hút thuốc lá nó lại tác động với cái sức khỏe của phổi thưa bác sĩ? Dạ, thì trong cái điếu thuốc lá đó, chị, người ta đã thống kê và người ta đã làm nghiên cứu, người ta đặt có đến 7.000 chất hóa học chemical độc hại. Mà trong cái 7.000 đó nó có tới 250 cái chất độc, nó gọi là toxin, tức là rất là độc. Mà những cái chất độc đó là nó gây ra ung thư. Thì đó là nguyên nhân tại sao mà cái điếu thuốc lá nó gây ung thư. Không phải cái nicotine nó gây ra ung thư, mà chính vì 7.000 cái những cái chất hóa học, những cái chất độc ở trong cái điếu thuốc lá là nguyên nhân gây ung thư. Vậy cái triệu chứng khi mình bị ung thư phổi là gì thưa quý vị? Quý vị nếu như mà cái phổi của mình nó tùy cái vị trí của cái khối u, nếu như mà những cái khối u mà nó bắt đầu ở trong sâu trong phổi, đa số quý vị sẽ mới đắp hồi nhỏ sẽ không có triệu chứng. Một số quý vị sẽ bắt đầu khi mà ung thư nó lớn á thì mình bắt đầu có những triệu chứng, ví dụ như là đau ngực, có những quý vị sẽ bị ho. Chỉ những triệu chứng mà mình nghĩ là có thể bị tim, có thể bị viêm phổi, hoặc là ho là do mình hút thuốc lá, hay là ho là mình bị cái viêm phế quản. Nhưng mà nếu như quý vị nào mà đang hút thuốc lá mà có những triệu chứng ví dụ như là ho, đau ngực, hoặc là mình có thể bị sụt cân không rõ lý do, thì quý vị phải nên đi khám và sẽ được bác sĩ gia đình chụp hình để mình biết được có bị ung thư, có những cái gì, cái bệnh gì trong phổi hay không. Dạ. Và một cái cách truy tầm ung thư phổi mà Hương Thơ đã từng nhắc tới cho quý vị trong những lần hội thoại kỳ trước, đó là chụp hình CT low dose liều thấp.
thì xin bác sĩ nói thêm về cách truy tầm này để phát hiện tại sao nó quan trọng để chúng ta nên truy tầm sớm. Dạ, cái này nó gọi là low dose CT scan, có nghĩa là chụp hình cắt lớp nhưng mà mình không có dùng những cái thuốc cản quang, mình không có chích thuốc cản quang, thành ra mà nó cao hơn cái chụp hình quang tuyến bình thường, tại vì cắt từng lớp để mình tìm sớm ung thư phổi. Anh Thư thường hay nhắc nhở quý vị mà hút thuốc nhiều, tại vì lúc nào cũng hỏi cái câu hỏi trong cái khám á, là quý vị có hút thuốc lá hay không, số điếu thuốc lá bao nhiêu một ngày, thời gian hút bao nhiêu lâu để mà mình tìm sớm cái ung thư phổi. Thì gọi là tìm sớm là screening á, là tìm sớm á, thì những quý vị đó phải có một cái trong cái điều kiện để mà mình làm cái xét nghiệm này. Thì cái lứa tuổi mà mình làm, chị Hương tôi biết là từ 55 cho tới 75 hoặc là 80. Quý vị phải là heavy smoker, tức là hút thuốc lá nặng. Người ta tính ra là 30 pack per year, tức như là trung bình. Ví dụ mình hút thuốc lá một gói một ngày trong vòng 30 năm, những quý vị đó sẽ nằm trong cái tiêu chuẩn là được tìm sớm ung thư phổi bằng cái xét nghiệm low dose CT scan. Có những cái tiêu chuẩn khác là mình không có triệu chứng, tức là quý vị đó không hoàn toàn khỏe mạnh bình thường, mình không có những triệu chứng mà nghi ngờ bị ung thư phổi, sẽ được trong cái chương trình đó. Quý vị có thể đang hút thuốc lá hoặc đã bỏ rồi, nhưng mà trong cái thời gian bỏ vẫn nằm trong cái năm là 10 năm tới 15 năm, vẫn đủ điều kiện để mà vô cái chương trình này. Và thưa bác sĩ, vậy những người mà đã có ung thư phổi thì họ đã được chích không? Đã từng bị ung thư phổi? Dạ, thì cái này là mình tìm sớm, tức như là mình hoàn toàn không họ có không được, mình không có chưa bao giờ được chẩn đoán là ung thư phổi hết, thì mình sẽ làm cái chẩn đoán này. Ví dụ như mình phụ nữ chưa từng bị ung thư cổ tử cung, thì những cái xét nghiệm nào để mình tìm sớm thưa cổ tử cung là mình làm pap smear, thì là mình không có triệu chứng gì hết, gọi là tìm sớm tầm soát thì là không có triệu chứng. Quý vị nào đã bị ung thư phổi rồi thì cái đó là mình làm những cái xét nghiệm để theo dõi, là nó kêu surveillance là khác, mình làm cái test xét nghiệm nó sẽ khác hoàn toàn chị. Còn nếu trong gia đình có người bị ung thư phổi? Dạ, nếu mà trong gia đình có người bị ung thư phổi thì cái tiêu chuẩn đó vẫn cái đó nó không có xếp vô trong cái tiêu chuẩn là tìm sớm ung thư phổi do hút thuốc lá chị. Vâng. Còn những người mà họ đi làm ở môi trường mà nó tiếp xúc với những cái chất độc hại như là khói thuốc lá, phóng xạ, bụi bặm hay là những cái kim loại khác nhau, hay là có người trong nhà là người hút thuốc lá nhiều quá, thì họ có qualify đủ điều kiện để truy tầm sớm không ạ? Thì chắc chắn là những cái người mà bị hút thuốc lá thụ động hoặc là tiếp xúc những cái hóa chất nó sẽ gây ra những cái bệnh về phổi, nhưng mà theo cái hướng dẫn hiện nay của CDC thì những quý vị đó vẫn không có được nằm trong cái chương trình tầm soát ung thư phổi chị. Và được biết bác sĩ Anh Thư có gửi nhiều, bác sĩ là một trong những bác sĩ gia đình đã có được bằng khen là champion, là vô địch, là bác sĩ đã gửi rất nhiều bệnh nhân hút thuốc lá tới bệnh viện Orange Coast để chụp hình CT low dose liều thấp để truy tầm sớm. Thì bác sĩ có nghe feedback những cái kinh nghiệm của những bệnh nhân nói về cái phương pháp truy tầm như thế nào không ạ? Dạ, bệnh nhân thứ nhất là bệnh nhân rất là hài lòng đi cái lại những cái mà mình tìm cho bệnh nhân. Có những bệnh nhân của anh Thừa đã được làm lần thứ hai, lần thứ ba, kết quả thì vẫn rất là tốt, tức là vẫn chưa tìm thấy được, vẫn chưa có những biểu hiện gì của ung thư phổi. Và khi mỗi lần làm như vậy thì mình đều nhắc nhở những quý vị mà hút thuốc lá là phải bỏ thuốc lá. Thì bằng cách đó anh Thư thấy là mình giúp cho bệnh nhân hiểu rõ được cái tầm quan trọng của việc bỏ thuốc lá, và mình hy vọng là mình sẽ tìm sớm được, còn nếu như quý vị có những cái khối u nhỏ trong lúc mà mình tìm sớm cái ung thư phổi. Vâng. Vì ung thư phổi nếu mà truy tầm sớm thì cái những khối u nó còn nhỏ, người ta có thể giải phẫu, cắt bỏ đi. Dạ. Và quý vị có thể giữ lại cái mạng của mình. Tại vì nếu mà truy tầm trễ quá thì ở stage nào là quá trễ? Dạ, ở giai đoạn 4, tức là giai đoạn đã tiến triển xa khỏi phổi, có thể di căn đến những cái bộ phận khác. Ví dụ thường ung thư phổi hay thích di căn đến xương, tới não. Thì nếu quý vị nào để trễ quá mới phát hiện thì có thể cái hy vọng cái sống còn nó sẽ giảm đi. Vâng.
Thưa quý vị, trong chương trình chụp hình liều thấp CT scan ở bệnh viện Orange Coast có những cái lợi điểm như sau là chúng tôi có Nurse Navigator là bà Robin Phillips, bà đã từng lên chương trình này nói chuyện về cái vai trò của bà. Là bà là Nurse Navigator, là một y tá hướng dẫn để cho quý vị theo dõi và liên lạc với bác sĩ và hướng theo dõi quý vị hàng năm từ 4 đến 5 năm liên tiếp. Hàng năm bà xem theo dõi, nhắc nhở quý vị đi chụp lại nếu mà quý vị chưa có thì truy tầm ra một cái gì hết, nhưng mà tiếp tục theo dõi trong vòng 3-4 năm để make sure, biết chắc chắn là quý vị mạnh khỏe, không bị ung thư phổi. Và ở chương trình này còn có một đội ngũ các bác sĩ chuyên gia, gồm có bác sĩ quan tuyến, bác sĩ ung thư, bác sĩ giải phẫu, bác sĩ chuyên khoa phổi, và sẽ quyết định đưa ra một chương trình tốt nhất để chữa trị tốt nhất cho bệnh nhân nếu quý vị có bị được chẩn đoán là ung thư phổi. Và trung tâm quang tuyến của bệnh viện rất là tối tân, với máy móc rất là mới và có phương pháp giải phẫu ít xâm lấn, là không có quá mạnh bạo, nên quý vị hồi phục rất là nhanh. Và có, ngoài ra còn có lớp hướng dẫn cai thuốc lá, có cancer rehab và có nutritional counseling, là những hướng dẫn quý vị phải ăn uống như thế nào cho được mạnh khỏe. Đến đây chúng tôi xin được tạm ngưng một vài phút để gửi đến quý vị vài thông tin thương mại và sẽ trở lại bác sĩ Trần Anh Thư, chuyên về y khoa gia đình, với cách nói chuyện và dẫn giải rất là dễ hiểu cho quý vị theo dõi với cái đề tài tác hại của điếu thuốc lá, hút thuốc lá như thế nào đối với sức khỏe của lá phổi của chúng ta. Xin quý vị tiếp tục theo dõi vào phần 2 sau vài thông tin thương mại.